Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau: lũ ở Bình Định, Phú Yên sấp xỉ mức lịch sử năm 1993 và năm 2013. Trong đợt mưa lớn những ngày qua, lũ trên sông Côn, Bình Định, sông Ba, Phú Yên sấp xỉ mức lịch sử năm 1993 và năm 2013. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai họp ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đợt mưa lớn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã chấm dứt. Trong đợt mưa này, một số sông lên mức báo động 3, trong đó lũ trên sông Côn, Bình Định, sông Ba, Phú Yên sấp xỉ mức lịch sử năm 1993 và năm 2013. Hiện tại, lũ trên sông Côn trên báo động 3 1m, sông Ba trên báo động 3 0,9m. Dự báo chiều ngày mai, các sông này sẽ xuống mức báo động 3, báo động 2. Đến sáng ngày kia, chỉ còn sông Côn ở mức dưới báo động 3 0,2m, các sông khác xuống mức báo động 1. Theo tính toán dự báo, ở miền Trung không xuất hiện các đợt mưa lớn. Từ nay đến cuối năm, ít có khả năng xảy ra đợt mưa lớn như vừa qua, ông Khiêm nói. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, hiện nay nước bắt đầu rút nhưng tình hình ngập vẫn còn trên diện rộng, do đó cần chủ động ra soát. Người dân cần phải đi bệnh viện thì phải bố trí phương tiện đưa đón, tránh để xảy ra việc bà con đi tự phát dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Ông Hoài đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai ngay lực lượng để khi nước rút sẽ khôi phục hệ thống lưới điện. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương tập trung khắc phục hậu quả để bà con sớm trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất. Đề nghị các tỉnh thống kê thiệt hại, việc gì cần Trung ương, Bộ Nông nghiệp hỗ trợ giống rau màu thì báo cáo kịp thời để bà con sản xuất, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, bị thiệt hại, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa hư hỏng, ông Hoan nói. Mưa lũ làm 10 người chết và mất tích. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 8 giờ 30 phút sáng nay, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã làm 10 người chết và mất tích. Tại Bình Định và Phú Yên, có gần 60.000 nhà bị ngập lụt, hơn 6.000 hộ phải sơ tán. Về giao thông, ngập và sạt lở gây ách tắc các tuyến đường quốc lộ 14H, 40B, Đông Trường Sơn, Quảng Nam, quốc lộ 24, 24C, Quảng Ngãi, quốc lộ 1, tuyến Tránh An Nhơn, Bình Định, quốc lộ 19C, 25, 27, 29, Phú Yên và một số tuyến tỉnh lộ giao thông nông thôn. Mưa lũ ở Phú Yên làm 4 người chết, thành phố Tuy Hòa bị nước bủa vây. Mưa lũ ở Phú Yên làm 4 người chết, trong đó có 2 người ở huyện Phú Hòa, 2 người thuộc huyện Sơn Hòa. Thành phố Tuy Hòa chìm trong biển nước, hàng ngàn nhà dân bị ngập, trắng đêm vật lộn với trận lũ lịch sử. Sáng nay, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện này vẫn đang tìm 2 người mất tích bị lũ cuốn trôi tối qua. Tại huyện Tây Hòa, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Phạm Công Hóa, sinh năm 1985, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. Ông Hóa có nhà ở gần sông Ba. Chiều qua, ông Hóa bước ra khỏi nhà thì bị nước cuốn trôi. Trong khi đó, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa cho biết, chiều tối qua khi nước lũ lên nhanh, tại khu vực thôn Thành Hội, xã Sơn Hà bị ngập sâu, lực lượng cứu hộ đã đưa cano đến cứu hộ một gia đình bị mắc kẹt. Tuy nhiên, trên đường từ thôn chạy ra ngoài, gặp lúc nước xiết, cano bị lật, hai cháu bé trong cùng một gia đình bị nước cuốn trôi mất tích. Tại thành phố Tuy Hòa, nhiều nơi bị ngập do lũ hạ lưu sông Ba dâng cao, kết hợp với chiều cường đạt đỉnh, nước tràn vào nhà dân. Giữa đêm, nhiều người dọn nhà chạy lũ. Theo nhiều người dân Phú Yên, đợt lũ này nước dâng nhanh ngập nặng bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1993 xảy ra tại tỉnh này. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, toàn tỉnh Phú Yên có 4 người thiệt mạng, trong đó huyện Phú Hòa 2 người, huyện Sơn Hòa 2 người chết trôi tại thôn Thành Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa do lật cano trong quá trình đi tránh lũ. Tổng số nhà ở bị ngập là 28.639 hộ, trong đó thành phố Tuy Hòa 20.860 hộ, Phú Hòa 6.377 hộ, Tuy An 935 hộ, Đồng Xuân 467 hộ, bị chia cắt 9.206 hộ, trong đó Tuy An 4.704 hộ, thị xã Đông Hòa 4.325 hộ, Phú Hòa 177 hộ và một nhà bị sập tại huyện Tuy An. Lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ 455 hecta, hoa màu bị thiệt hại 90 hecta.
Mưa lũ lịch sử khiến người miền Trung thêm trắng tay. Từ đầu tháng đến nay, khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng liên tiếp một cơn bão và 6 đợt mưa lớn. Người dân chưa kịp gượng dậy do dịch bệnh thì lại đối mặt với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở liên miên. Tại hội nghị phòng chống thiên tai năm 2022 tại các tỉnh miền Trung tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho biết, năm 2020, mưa, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng xảy ra tại khu vực miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ước tính thiệt hại về kinh tế trên 36.000 tỷ đồng. Con số thiệt hại từ các tỉnh thống kê cũng ngốn không ít ngân sách. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Biểu cho biết, trong năm ngoái, tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, ước tính thiệt hại trên 11.000 tỷ đồng. Theo ông Biểu, thu ngân sách của tỉnh một năm khoảng 20.000 tỷ đồng, nhưng trận mưa lũ năm ngoái đã làm mất hơn một nửa, đó là chuyện của năm cũ. Năm nay, tỉnh phải đối mặt kép vừa chống dịch vừa chống thiên tai, chưa có con số thống kê, nhưng ông Biểu nhận định thiên tai gây thiệt hại ghê gớm. Trước hậu quả nặng nề do bão, lũ và thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã cầu cứu Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 520 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp thiệt hại. Thiệt hại nối dài thiệt hại. Liên tiếp gần tuần nay, người dân các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên lâm cảnh màn trời chiếu đất khi hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều người thiệt mạng, gây ngập lụt, sạt lở khủng khiếp. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay, Phú Yên có 4 người chết, 6 người mất tích, Bình Định có 3 người chết, Khánh Hòa có 1 người chết, 1 người mất tích. Trong 3 ngày vừa qua, toàn tỉnh Bình Định có hơn 31.000 ngôi nhà bị ngập, hàng chục hecta lúa hoa màu bị hư hại. Trong đó, tại huyện Tuy Phước có khoảng 11.000 nhà ở bị ngập, nhiều nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Ở tỉnh Phú Yên, nước lũ lên nhanh làm người dân phải đôn đáo chạy lũ, lầm lũi sơ tán, bỏ mặc căn nhà, cho nước phủ trùm một màu buồn nhói tim. Hôm nay, tỉnh Phú Yên cho biết mưa lũ kéo dài đến nay đã làm 10 người chết và mất tích. Khoảng 2.965 nhà bị ngập nước, 4 nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Một tàu cá bị chìm trên biển, 1,9 hectare tôm nuôi bị vỡ hồ, cuốn trôi. Về thủy lợi, 19.377 mét kênh mương bị ngã đổ, hư hỏng, sạt lở, bồi lấp đất đá khoảng 36.900 mét khối. Nhiều tuyến đường tỉnh, huyện, xã bị ngập sâu, chia cắt. Ghi nhận tại các khu dân cư ven sông Ba từ thành phố Tuy Hòa đến huyện Phú Hòa, Sơn Hòa và huyện Sông Hinh sau lũ và cảnh tượng tan hoang, tài sản hư hỏng, nhiều hộ trắng tay sau lũ. Tại nhiều nơi ở Quảng Nam sạt lở, ngập lụt liên miên, người dân chỉ còn biết bó gối nhìn mưa ngừng rơi, rồi oằn mình dọn dẹp trong đói khổ. Điệp khúc nước lên, dọn dẹp, nước xuống, dọn dẹp đã quen dần với người dân dồn lũ Quảng Nam mỗi khi mùa lũ về. Giữa tháng này ở Quảng Nam, mưa trắng trời trong vòng 10 ngày từ các địa phương của tỉnh này nhận đến 2 đợt lũ chồng lũ. Hơn một tháng, ông trời trút xuống các tỉnh miền Trung lượng mưa khổng lồ khiến người dân nơm nớp lo sợ. Người miền núi lo sợ về sạt lở, người miền xuôi lại nơm nớp nước vào nhà. Người dân ở các vùng trũng tại thành phố Tam Kỳ như khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh hiểu được mình cần phải làm gì ngay lúc đó. Bà Huỳnh Liễu, 75 tuổi, sống tại khối phố Mỹ Thạch Trung, ngậm ngùi. Lúc này chỉ biết dọn dẹp kê cao đồ đạc càng nhanh càng tốt. Chậm một chút thì mọi thứ sẽ ngập trong nước, ngập nhiều quá thành quen rồi. Trung Sức, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết trong đợt mưa này, một số sông lên mức báo động 3, trong đó lũ trên sông Côn, Bình Định, sông Ba, Phú Yên, xấp xỉ mức lịch sử năm 1993 và 2013. Ngay sau khi lũ rút, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đề nghị tỉnh Phú Yên khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, nhất là những gia đình có thiệt hại về người và nhà ở, để kịp thời ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Bí thư tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo huyện Tuy Phước tập trung hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân ở các vùng đang bị cô lập bởi lũ. Đến thăm một số hộ dân nằm trong vùng cô lập ở xã Phước Thuận và xã Phước Sơn, Bí thư tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trao những phần quà cứu trợ cho bà con để hỗ trợ một phần đời sống sinh hoạt trong thời gian chờ nước lũ rút, giao thông được nối lại. Cùng ngày, lực lượng công an huyện Tuy Phước và chính quyền địa phương đã vận chuyển 300 suất quà bằng cano vào các khu dân cư ở xã Phước Nghĩa bị nước lũ cô lập để hỗ trợ mì tôm, nước uống cho bà con. Mưa lớn làm một quả đồi đổ sập xuống đường ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam dẫn đến cô lập 5 thôn. Ngay ngày hôm sau, hơn 70 hộ dân đã chung sức khắc phục điểm sạt lở. Đến trưa nay, tuyến đường đã được khơi thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Ngô Tấn Lạc cho biết, việc vận động hơn 70 hộ dân ở thôn 5 không mất nhiều thời gian.
người dân cùng chung sức phối hợp với lực lượng chức năng sử dụng cuốc, xẻng, xà beng để cào khối lượng đất đá, cây cối chắn ngang đường bê tông. Và chỉ trong buổi sáng, con đường đã được khơi thông do quả đồi đổ sập bịt lối. Chạy lụt đã quen dần với những nơi được gọi là rốn lũ mỗi mùa mưa về, nhìn thủy điện xả lũ để biết phải dọn dẹp hay không. Đây không còn là điều xa lạ mà như phản xạ tự nhiên với người dân vùng rốn lũ. Và sau mỗi đợt mưa lũ, câu hỏi được người dân đau đáu, bao giờ hết khổ vì lũ lụt? Câu hỏi ngắn nhưng chắc hẳn sẽ còn rất lâu mới tìm được lời giải đáp. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.